Chào mọi người, hẳn các anh chị luôn muốn chơi đùa cùng con mỗi khi đi làm về, nhưng con nhỏ luôn mải mê với điện thoại và TV, và điều đó không những ảnh hưởng đến mắt của trẻ mà còn có thể tạo nên những thói quen xấu sau này. Vì thế, hãy để bàn Pizza Mini, một sản phẩm của chuyên giáo dục thông minh giúp anh chị giải quyết vấn đề này. Bàn gồm có một bàn pizza dài 74, rộng 42 và cao 65cm, hai cơ, một chải bàn, một bi cái và 15 viên bi đánh số từ 1 đến 15. Và cuối cùng là dụng cụ vuông mịn đầu cơ giúp đánh dễ dàng hơn. Sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ MDF chuyên dùng làm đồ chơi cho trẻ, màu sắc nổi bật bắt mắt trẻ nhỏ với thiết kế độc đáo, chắc chắn dựa trên mô hình bàn pizza thi đấu và phù hợp với mọi lứa tuổi, kể cả người lớn cũng thể chơi được. Với bàn pizza mini, anh chị và bé sẽ có nhiều thời gian để chơi đùa cùng nhau hơn, vui chơi giải trí sau những giờ làm việc và học tập mệt mỏi, giúp các bé hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử, tình cảm gia đình ngày càng gắn kết và tạo nên những phút giây vô cùng vui vẻ bên nhau. Ngoài ra, chơi pizza còn giúp các bé rèn luyện khả năng tập trung, rèn luyện độ tinh anh cho đôi mắt, luyện cơ và tăng tính dẻo dai cho cơ thể, tăng khả năng phối hợp linh hoạt giữa tay, mắt và não bộ. Môn thể thao giúp thư giãn, giảm stress rất hiệu quả. Với bàn pizza mini, các bé có thể chơi với nhau hoặc bé có thể chơi với bố mẹ, anh chị, người thân mà vẫn thoải mái. Ngoài ra, bé có thể ở ngoài cổ vũ trong khi bố mẹ hoặc anh chị thi đấu với nhau, tạo nên một không khí vui vẻ và ấm cúng. Đặc biệt hơn nữa, đây cũng thể được coi là một món quà hết sức ý nghĩa để làm quà sinh nhật, quà tiết thiếu nhi cho các bé. Vậy anh chị còn chần chờ gì nữa mà không đặt ngay một bàn pizza mini cho gia đình mình giải trí và nâng cao sức khỏe? Hãy để lại số điện thoại dưới bình luận hoặc gửi tin nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ gọi điện tư vấn miễn phí cho anh chị.